kênh YouTube Thảo Sáu. Thân chào các cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Thảo Sáu xin ghi lại hình ảnh một cây xăng ở đường Phan Quyết, quận Tân Bình nha các bạn. Mới hơn 5 giờ mà hàng hàng lớp lớp người sắp hàng để được đổ xăng nè các bạn. Kiểu này Sài Gòn thua rồi. Cây xăng này cây xăng của nhà nước nè, Petrolimex, mà cái lượng người đổ có tới đông như vậy nè, người ta sợ là không xếp hàng được để đổ xăng để đi làm nữa các bạn, và đi công việc đó, mà họ tranh thủ đua nhau xếp hàng đổ xăng như thế này nè. Mới đi đón con nhỏ đi học về mà cũng ghé đổ xăng, mà giờ phải đứng ngoài đây là đổ không được mà thôi, mình ghi hình lại để chia sẻ cho các cô chú anh chị và các bạn gần xa cùng xem. Quán nhậu thì vắng mà cái xăng thì đông. Cái xăng tổng cộng có 5 trụ nhưng đổ kính hết luôn. Cảnh như vậy lâu lắm mới thấy lại cho các bạn. Ngày xưa là thời mùa dịch đó thì sắp hàng mua khẩu trang, giờ dịch ổn rồi Sài Gòn lại thất thủ với việc đổ xăng là các bạn, kinh khủng thật. Nó là một chị này vô nó nè, có em này đứng kế bên nữa nè đó, phụ huynh đổ xăng thì học sinh đứng đợi ngoài nè. Một cái xăng đại diện thôi các bạn, mà toàn thành phố này biết bao nhiêu cái xăng, tất cả các quận huyện, kinh khủng. Dân chúng càng ngày sau mà nó khổ thế, thành phố thế này vậy trời, đi làm về mà cũng không được nghỉ ngơi mà phải đổ xăng rồi. Ôi trời ơi, đông quá trời, vô tấp nập luôn. Những người nào mà ai đổ được ra tâm trạng hớn hở vui mừng lắm các bạn ơi. Đó, vô nữa nè, quá trời luôn. Thôi mình quay phim rồi chắc mình về luôn chứ đổ được nữa đâu, quá là đông. Hôm qua mình cũng đổ được 40.000 rồi, chắc chạy được 2.000 nữa. Chị này đổ xong rồi về nè, được đổ xong rồi vui nè. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn nha. Tới đây xin tạm dừng các bạn. Mới về đây